Xin chào tất cả các bạn, Thủy đang đứng bên con sông Delaware và con sông này là chia ranh giới giữa hai tiểu bang. Ở bên kia là tiểu bang New Jersey, còn bên này là tiểu bang Pennsylvania. Nơi của Thủy đang đứng là thành phố Easton của tiểu bang Pennsylvania, viết tắt là PA đó các bạn. Và đi qua đây dạo một vòng cảnh đẹp của dòng sông này nha. Ở đây là họ có làm cái đập chặn nước lại, phong cảnh thật thật thiên nhiên đúng không các bạn. Bên kia là có cái đường ray để tàu lửa chạy qua lại để chở hàng đi qua lại ngoại giao với tiểu bang New Jersey và PA. Hôm nay là cuối tuần và thời gian này Thủy rất là rảnh vì hai đứa con Thủy đã vào đại học rồi, cho nên sáng hôm nay Thủy tranh thủ đi dạo một vòng ở thành phố Easton cho các bạn coi chơi. Và hôm nay họ có nhóm chợ phiên bên kia nè, có chợ phiên này đó, chút xíu nữa mình lại đó. Bây giờ Thủy giới thiệu sơ cái chỗ này là cuối tuần á, bây giờ vào mùa thu họ không có chơi nhạc nữa, chứ thường thường cuối tuần á họ trưng bày đồ ăn ra bán rồi hát nhạc đó. Ở dưới đây bên trái là sông, còn ở bên phải là thành phố Easton. Giờ Thủy dẫn các bạn đi qua chợ phiên nha. Bây giờ Thủy đi vô, đầu tiên Thủy đi vô gian hàng trái cây này, Thủy dạo coi thử Thủy có gì Thủy thích mua không nha, cho Thủy không có mua hết tất cả. Ồ đây rồi, bây giờ Thủy muốn mua có khoai tây nè các bạn, khoai tây màu vàng nè. Giờ Thủy muốn mua, Thủy đợi cái cô kia quay lại, cô kia đang, Thủy muốn mua cái này. Hello. Yes, I want. Okay, I want. Do you have a bag or should I? Plastic, okay. I would like to buy this one. Okay. How are you doing? I'm great. How are you doing? I'm doing well. I'm thank good. You. Getting ready for the holidays? Yes. How about you? I will. I'm not ready. I want some more, okay? What would you like? I would like to buy this. Red beet. Yes. And I'm walking. Đi, mình lại mua thêm một ít đồ nữa. Mình mới thấy cái gì đây mà bây giờ mình quên mất. Táo này nè. Can I have the big one? Thủy mua cái hộp trái cây đó 11 đồng. Nãy Thủy quên nói cái yeah please. Hồi nãy cái khoai tây là 3 đồng. Cái củ dền là 4 đồng, còn cái hộp đó 11 đồng. Táo màu vàng. Con gái của Thủy thích ăn cái loại táo đó, cuối tuần này em ấy đi về Thủy mua để sẵn. Okay. Ồ cái này là okay, that's it. Yeah. Thank you. Okay. 18 đồng nha các bạn. Thủy đưa 20 đồng cho cô Thối. Này, các bạn coi nè, ngon không? Táo giòn tươi lắm. Ở trên đây nè. Cái này là farm của một gia đình ở Bethlehem, cái thành phố kế nhà Thủy ở, có địa chỉ trên đó. Thank you. Thank you. Đó, cái địa chỉ nè, các bạn thấy cái địa chỉ đó ở Bethlehem, còn mình là ở Easton. Bây giờ mình đi mới mua có một gian hàng mà nặng trĩu à các bạn. Bây giờ con của mình lớn rồi, là mình enjoy nha các bạn, mình muốn ghi lại những hình ảnh đẹp lúc mình còn trẻ. Thấy trời nắng dài chứ, hôm nay trời lạnh lắm, tay của Thủy đông cứng nè. Nhiệt độ cũng khoảng là 5 độ C đó. Bây giờ tưởng sáng nay là cuối ngày, cuối cũng như cuối mùa thu rồi, không có đông người chứ mà rất là đông. Bây giờ Thủy đi hết cái đoạn này, bây giờ Thủy chưa mua rau chứ mà đi hết các gian hàng này nè, để đi lên một vòng cho các bạn coi, rồi chút nữa đi lên trên kia, đi xuống Thủy mới mua rau. Bây giờ mình đi nha, Thủy đi ngược lại, nó chói nắng lắm cho nên Thủy đi qua đi vậy. Đi hạ xoay cái lưng đi thôi. Đây là cái gì?
Cái đây là gian hàng bán da u á, với lại có ngũ cốc nữa. Thủy đi nha, chứ đi đi ngược lại nó chá nắng lắm. Thủy đi qua từng gian hàng này là bán thức uống, rượu, lại rượu trái cây, đủ loại rượu. Còn bên đây là bánh, bánh ngọt, bánh tráng miệng. Có mấy gian hàng này không biết họ bán cái gì chứ mà họ chưa mở ra, còn sớm. Bây giờ đi qua bên này, đi qua bên đây là họ bán cái gì mà bỏ đá đây. À, thịt, cái này là thịt bò các loại này, thịt bò ba chỉ rồi đủ loại hết. Bò. Đi qua bên này là Thủy đi qua, Thủy đi dạo hết các gian hàng cho tất cả mọi người coi nha. Bên đây là có bánh ngọt, bánh tráng miệng nè, bánh ngọt, anh xã thích bánh ngọt lắm đây. Rồi qua bên này là hàng hàng rau, mình đi vô đây mình mua rau thôi nha. Bây giờ mình đi chợ thôi, mình chưa tính tiền cho nên mình không được bỏ đồ vô cái sách của mình, cho nên mình phải lái sách này. Bây giờ mình đi chợ nha. À, đi dạo quanh một vòng, có đây có rosemary nè, cái lá thơm để cho nấu đồ ăn, bỏ trong con gà tây nè, thấy người Mỹ họ nấu vậy, bông cải trắng, bông cải cam, bông cải xanh, cải xanh. Đi dạo một vòng thấy có cái gì mà ưng ý mới mua, chứ ở đây họ bán cả trăm món mình không có mua hết nha, mua hết về. Bây giờ hai đứa nhỏ ở trong đại học có hai vợ chồng ấy, nên mình mua một ít thôi, mình mua một ít về chiều nấu ăn chơi. Nhưng các bạn, mình phải xếp hàng, không có chen lấn được. Bây giờ trong khi chờ đợi là xé sẵn mấy cái bịch này để chút để đồ vô, rồi lên trên kia tính tiền. Không biết mua mấy món, xé 4 cái đi. Đó. Chờ hai vợ chồng cái anh Mỹ này. Mình qua đây, xà lách, đạo xà lách đây. Thấy cái cải xà lách tím ngon, nhưng mà con mình sao nó không có thích. Cái bó xà lách bự, một bó này cho 3 đô. Mà mình mua, ở đây là mình mua, mượn chút mình mua 2 bó là 5 đồng, cho nên mình lấy 2 bó. Mình lấy 2 bó nha các bạn, 2 bó 5 đô. Rồi một bó là nó đầy một cái bịch rồi. Cái bó rau gì mà họ trồng lớn quá à. Mập, bó rau mập. Rồi lấy 2 bó. 2 bó cho 5 đô hả? Không biết, 2 bó cho 5 đô thì mình lấy thêm bó nữa. Rau này non này về để. Ui, chút nữa rất tiện. Bỏ cái gì nè. Rồi đi qua bên đây. Để coi cái rau gì đây. Không có mua, có lá hành giống lá hành Việt Nam nè các bạn. Đó, lá hành nè, 2 đồng 75 cho một bó. Thủy mua 2 cây xà lách, bây giờ Thủy mua thêm một cái bó rau củ gì, thôi gọi là củ dền trắng đi. Cái lá này ăn cũng ngon á, lá này ăn cũng ngon á. Nhiều ăn thử, Thủy cũng không biết ăn chưa mà thấy ngon. Để coi cái này là lá củ dền nè các bạn, lá củ dền. Mạch ghê chưa. Mà Thủy không mua cái này, luộc nó đỏ, đỏ thấy không có thích. Rồi đi, mình đi qua tính tiền nha. Hi, good morning. I have to. Yeah. Oh. Yes. Thank you. Can I have a bag? Yeah. $8.10. Giờ tính tiền thôi. 3 cái 8 đồng. 8 đồng rưỡi. Thank you. Same to you. Happy Thanksgiving. Bây giờ Thủy đang đi qua cái hàng bên này. Cái hàng bên này họ bán quần áo nè. Quần áo, mũ nón, Thủy không có chỉ, Thủy nói thôi. Bán quần áo, mũ nón, và gian hàng kế tiếp là bán viết. Bán viết, bán những đồ lưu niệm đó. Hello. I'm doing good, how about you? Bán đồ lưu niệm, còn bên đây là bán thớt, bán đồ cho nhà bếp. Đủ loại thớt hết.
ly. Sau khi mua rau rồi lại giờ thì ghé cái gian hàng bánh 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 ngọt, mình nói là tiếng Mỹ là cookie, bán bánh ngọt nè. Đi qua đây, đi qua đây cho quay gần cho các bạn coi nè. Đây, quay gần cho các bạn coi cái này cái gì. Hello, I would like to have this one chocolate chip. Okay. And what else? Mua cái này có kẹo sô cô la, có cái bánh cookie này. Rồi, chết tạt rồi. How much? There will be five. Yeah. Chỉ mua một cái bịch cái bì bánh nho nhỏ. Mình mua rau củ quả mình nấu ăn rồi xong là mình phải mua bánh để cho tráng miệng. Ok. Sau khi mình mua bánh bánh ngọt rồi á là mình đi qua đây thử còn cái gì nữa. Còn gì nữa? Cũng hàng rau. Ờ, bây giờ mình thấy khoai lang rồi, muốn mua khoai lang thôi. Mua khoai lang để cho cái cô Mỹ có đi qua trước đây. Cô đang chia. Đây, phải mua khoai lang thôi. Mua khoai lang này nha các bạn. Khoai lang. Mua khoai lang lại kia tính tiền. Và cái món này là cái này là món cuối cùng mình đi chợ hôm nay nha, cái món khoai lang. Bây giờ mình đang tới để tính tiền này. Hello. Hi, just the sweet potatoes? Yes. Do you need a bag? No, thank you. Oh, okay. Yeah, I have that. Yeah. Two. How much? Five. Okay. Then down. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Đây là những món đồ mình mua hôm nay. Phải mua ở đây một bó lá dền, một bó lá rau củ dền, một bì chocolate chip bánh ngọt, một rổ khoai lang nhỏ, mấy cái củ khoai lang tây để làm khoai lang tây nghiền, một ít củ dền để nấu canh. Đây, đây là được hai bó xà lách thiệt là bự, thiệt là tươi. Nó còn to hơn cái mặt của Thủy nữa. Cuối cùng là một rổ táo. Mà các bạn thấy cái táo ở đây kỳ ghê, mùa thu cái táo mà còn đổi màu như lá cây vậy đó. Hai ba màu luôn. À, Thủy ở đây là rau rất là tươi, trái cây ngọt. Cho nên Thủy muốn giới thiệu với những bạn mà ở trong cái vùng này á, mà chưa một lần đến cái chợ là hãy đến trải nghiệm và đi tham quan cảnh đẹp ở đây. Còn các bạn ở xa cho Thủy một kênh đăng ký đồng hành với Thủy trong những video kế tiếp. Bây giờ Thủy xin tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye!